nghệ phun mày chạm mặt sương bay tại nhà Mai Sa liệu có khiến các anh trở nên tự tin hơn với cặp chân mày nam tính và mạnh mẽ? Và đây là cận cảnh cặp chân mày của anh Nam vừa mới làm xong, được làm tại nhà Mai Sa nha. Đây là công nghệ phun mày mới nhất, hot hòn hòt tại nhà Mai Sa, được đích thân tổng giám đốc Malisa tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng vào cho tất cả các khách hàng thân yêu của nhà Mai Sa đây ạ. Cả nhà ơi, cả nhà cùng nhìn kỹ cái cặp chân mày này nha. Một cặp chân mày nam tính mạnh mẽ như thế này với công nghệ phun mày chạm mặt sương bay tại nhà Mai Sa từ giá gốc là 2.400.000 đồng, hôm nay ưu đãi trực tiếp cái trong livestream ngày hôm nay chỉ còn với giá là 1.200.000 đồng thôi ạ. Với mấy cặp chân mày như thế này, thấy dáng mà không thấy khung, thấy màu mà không thấy mực, kỹ thuật pha phối màu chuẩn tông tạo nên không gian 3D 6 chiều làm nên một cặp chân mày thời trang sang trọng và đẹp tự nhiên nha. Em xin chào chị Ngô Trang ạ, em xin chào chị Hồng Dân ạ, em xin chào chị Nguyễn Thắm ạ, em xin chào tất cả các chị yêu đang theo dõi livestream ngày hôm nay nha. Các chị yêu ơi, các chị yêu có thấy cặp chân mày này có đẹp không ạ? Có nam tính và mạnh mẽ không ạ? Nếu mà thấy đẹp comment cho em là đẹp nha. Còn nếu mà chưa đẹp thì comment cho em là chưa đẹp, bởi vì tất cả những cái bình luận của các chị yêu là những cái lời đánh giá công tâm và chính xác nhất nha. Rồi ạ, bây giờ em sẽ phân tích cho tất cả các chị yêu thấy như thế nào gọi là một cặp phun mày chạm mặt sương bay tại nhà Manisa. Chạm hạt, tức là chạm từng hạt vào vị trí của cặp chân mày này. Thiếu ở điểm nào chúng ta sẽ bổ sung điều chỉnh ở điểm đó. Ví dụ, thiếu ở điểm A, chúng ta sẽ bổ sung điều chỉnh vào điểm A. Thiếu ở điểm B, chúng ta sẽ bổ sung điều chỉnh ở điểm B nha. Để tránh lạm dụng và phun từ đầu đến đuôi là hoàn toàn sai. Cặp chân mày á là giống như của anh Nam này đây ạ. Phần đầu là tương đối đẹp rồi. Mai ra chỉ phun phớt mơ vào phần đầu như thế này thôi. Còn phần đuôi bị thiếu, bị ngắn và bị thưa lông. Mai ra sẽ tập trung nhiều vào cái phần đuôi chân mày của anh khách hàng này. Làm sao cho cặp chân mày này phải thời trang, sang trọng, nam tính, mạnh mẽ, phù hợp với khuôn mặt của anh khách hàng này nha. Và các chị yêu ơi, nhưng mà luôn luôn phải đảm bảo đầy đủ tất cả các yếu tố. Đó là thấy dáng mà không thấy khung, thấy màu mà không thấy mực nha. Thấy dáng mà không thấy khuôn có nghĩa là dáng chân mày phải là thời trang này, nam tính mạnh mẽ này, chứ hoàn toàn không có bị đóng viền. Đó, không có bị đóng khuôn như thế này nha. Thấy màu mà không thấy mực có nghĩa là cặp chân mày làm xong nó phải pha phối hòa quyện với cái sợi lông mày thật của khách hàng, nó phải tệp vào cái sợi lông của khách hàng, không có bị dày lì, không bị cộm màu, không có bị bết màu mực và không có lộ màu mực gì hết. Làm sao để là khách hàng khác nhìn vào không phân biệt được đâu là chân mày thật của khách hàng, đâu là chân mày vừa mới làm xong nha. Đây ạ, các chị yêu cùng nhìn kỹ nha, một cặp chân mày rất là đẹp, rất là nam tính, hài hòa với khuôn mặt của anh khách hàng này đúng không ạ? Và bây giờ em xin phép được phỏng vấn anh khách hàng này một vài câu hỏi nha. Dạ anh ơi, sau khi làm xong cặp chân mày này thì anh cảm nhận như thế nào ạ? Anh cảm thấy rất ưng ý với cặp chân mày này, đúng như mong muốn khi anh bước chân vào thẩm mỹ viện. Lúc trước vào đây thì cũng hơi ngại, tại vì làm con trai thì ai đi làm chân mày. Nhưng mà sau rồi khi mình tự nhìn lại vào gương, mình thấy chân mày của mình nó không hài hòa, thế nên mình quyết định là mình đi làm. Dạ rồi, thì sau khi mà anh làm như thế này thì anh có cảm nhận như nào? Anh có đánh giá là anh đã hài lòng hay chưa ạ? Rất là hài lòng về cái dáng chân mày nam tính và mạnh mẽ này, nhưng mà vẫn giữ được cái nét đẹp tự nhiên. Mình đã đánh giá cho Marisa 10 sao. Cảm ơn anh nha, đánh giá cho Marisa hẳn 10 sao luôn. Vậy cơ duyên nào mà anh tìm hiểu để anh biết đến nhà Marisa làm dịch vụ vậy ạ? Do lúc trước ấy, cũng có người thân đã từng đi làm ở Marisa thì cũng có giới thiệu thì để cho mình đi qua đây mình làm. Thế là mình quyết định mình đi. Và ở khi mình đã ưng ý rồi thì mình về nhà mình sẽ giới thiệu cho bạn bè đến đây làm tiếp. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Có nghĩa là sau khi mình làm xong đẹp, hài lòng rồi thì tiếp tục về nhà giới thiệu cho bạn bè và người thân của mình đúng không ạ? Điều đó minh chứng rằng chất lượng tại nhà Mai Sa phải tốt như thế nào, sản phẩm nhà Mai Sa phải hiệu quả ra làm sao, phong cách phục vụ tại nhà Mai Sa phải tận tình chu đáo như thế nào. Vì vậy lượng khách hàng của Mai Sa lúc nào cũng đông như trái hồi. Và các chị yêu ơi, một cặp chân mày được phun bằng công nghệ phun mày chạm mặt sương bay tại nhà Mai Sa như thế này ạ, rất là nam tính, mạnh mẽ như thế này, ưu đãi từ 2.400.000 đồng chỉ còn với giá là 1.200.000 đồng thôi nha. Các chị yêu nào muốn đăng ký cho chồng của mình nè, rồi người thân của mình thì cứ tranh thủ tới nhà Mai Sa để có thể đăng ký và làm dịch vụ nha. Anh ơi, anh cho em hỏi thêm một chút xíu, thì hồi nãy cặp chân mày như thế này, anh thấy cái chi phí như thế là có cao quá không, hay là chi phí bình dân để có thể tất cả ai cũng có thể làm được ạ? Theo cho mình thấy thì chi phí này là chi phí bình dân, chứ không cao. Rồi, chi phí rất là bình dân mà không cao đúng không ạ? Đúng rồi đấy ạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Và các chị yêu ơi, đối với cái cặp chân mày như thế này thì em xin nhắc lại nha. Để có một cặp chân mày đẹp như thế này phải đảm bảo rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất đó là nói về phần màu mực. Màu mực của nhà Mai Sa là màu mực được nhập khẩu chính hãng và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc nha. Đó, màu mực như thế này các chị yêu cùng nhìn kỹ nha. Đó được nhập khẩu chính hãng này, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Thứ hai đó là về gu thẩm mỹ và tay nghề của nhân viên là phải giỏi, được đích thân tổng giám đốc Mai Sa cầm tay chỉ việc, tay nghề phải thật chuẩn, thật đẹp thì mới được làm cho khách. Cho nên khi đến nhà Mai Sa rồi các chị hoàn toàn yên tâm nha. Thứ ba đó là về máy móc trang thiết bị được nhập khẩu chính hãng và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Và Mai Sa có tất cả 15 chi nhánh trải dài trên toàn quốc. Chi nhánh nào làm cũng đẹp, chi nhánh nào làm cũng xanh, xinh, cho nên tất cả các chị yêu hoàn toàn yên tâm ạ. Dạ rồi, em chào Thúy Nguyễn, chào Chi Trần, chào tất cả các chị em mình đang theo dõi livestream của Malisa nha. Hiện tại bây giờ em đang thấy có rất là nhiều chị luôn, mình đang khen cái chân mày này rất là tự nhiên và rất là đẹp luôn á. Các chị ơi, hiện tại bây giờ nè, người yêu của mình, anh xã của mình, nếu như mà ai còn đang tự ti với cặp chân mày á, thì các chị ơi nhớ báo cho các anh giúp em nha. Đến ngay Malisa để trải nghiệm dịch vụ phun mày nhà Malisa, phun mày nam nhưng mà với chi phí cực kỳ bình dân luôn, chỉ có 1.200.000 đồng thôi. Các anh sẽ sở hữu một cặp chân mày lịch lãm và nam tính như thế này. Tại vì em biết tâm lý các anh nó từ nào giờ chỉ mong muốn là mình đẹp tự nhiên thôi. Tại vì phun mày từ nào giờ chỉ có con gái làm chứ con trai nào mà làm phun mày, đúng không ạ? Nhưng mà hãy thay đổi quan điểm này giúp em nha. Bây giờ công nghệ hiện đại như thế này, các anh khi đến Malisa, các anh sẽ được sở hữu một cặp chân mày cực kỳ tự nhiên như thế này luôn các chị ơi. Và để có thể tạo một cặp chân mày như thế này sẽ đòi hỏi rất là nhiều về kỹ thuật cũng như là tay nghề chuyên môn, đúng không ạ? Tại vì bình thường á, đối với một cặp chân mày của nữ đi, nó phải đảm bảo cho em một yếu tố như là tự nhiên, thấy dáng không thấy khung, thấy màu không thấy mực rồi. Nhưng đối với nam, cái yếu tố này nó cực kỳ quan trọng hơn nữa, đúng không ạ? Tại vì ai cũng mong muốn là có một cái nét đẹp tự nhiên hết, chứ mà mình phun xong một cái cặp chân mày mà nhìn nó sắc nét nè, nhìn nó đậm, nó già và nhìn nó lộ rõ cái đường phun. Đặc biệt là đối với cặp chân mày nam thì đâu có ai mà dám làm, đúng không các chị? Đó, cho nên những chị em nào mà các chị mong muốn tự nhiên thì cứ tự tin đến với Malisa cho em. Ví dụ nè, khi các chị đến với Malisa nha, đối với trường hợp mình đến đầu tiên, Malisa sẽ thiết kế cho các anh một cái dáng chân mày chuẩn trước, nó phù hợp với gò xương, hốc mắt với khuôn mặt của mình. Cho các anh cầm gương mình ngắm mình nâng ý rồi Malisa mới tiến hành phun. Phun theo cái dáng mẫu đó và đồng thời như thế nào ạ? Trong quá trình làm từng bước từng khâu, Malisa luôn có bộ phận kiểm duyệt cho mình rất là chặt chẽ luôn. Có bộ phận giám sát chất lượng để kiểm tra cho mình. Và đồng thời là gì ạ? Trong quá trình làm, Malisa cũng thiết kế lựa chọn một cái màu mực làm sao nó hòa quyện với sợi lông, nó tẹp với sợi lông và nó thể hiện được cái sự nam tính trên một cái cặp chân mày của anh. Ví dụ đây, cặp chân mày. Đây là cái sự minh chứng cụ thể nhất cho tất cả các anh các chị mình vào xem luôn, đúng không ạ? Người thật việc thật và Malisa vừa mới phun xong tức thì là Malisa quay livestream cận cảnh cho tất cả các chị em mình cùng thấy luôn đó. Đây, một cặp chân mày được phun bằng công nghệ phun mài chạm hạt xương bay độc quyền tại nhà Malisa. Thấy dáng không thấy khung, thấy màu không thấy mực. Và được phun bằng công nghệ phun mài chạm hạt, có nghĩa là chạm từng hạt vào từng vị trí của chân mày. Chân mày của anh thực tế là đang bị thiếu khiếm khuyết ở phần đuôi chân mày nè. Vốn dĩ ban đầu nha, chân mày lông rất là thưa ở phần đuôi. Ở đuôi ngắn và nó bị thưa lông, cho nên không có tạo được cặp chân mày nam tính. Cho nên là anh đã thực hiện, Malisa đã thực hiện cái dịch vụ phun mài chạm hạt xương bay như thế này. Tập trung phần đầu mình sẽ làm phớt mơ để tạo một cặp chân mày tự nhiên. Nhìn vào chúng ta không có bị đóng viền nhẫn khung á. Tuy nhiên phần đuôi nè, mình phun làm sao để cho nó phải là khắc phục được cái tình trạng là đuôi lông mày nó bị ngắn, nó bị cụp và nó bị thưa như thế này. Đó, mình nhìn vào mình tạo được một cái cảm giác là gì ạ? Khi mình nhìn vào hoàn toàn không biết anh này phun mày đâu, nhưng mà cái chân mày nó phù hợp với gò xương, hốc mắt và nó tạo một cặp chân mày cực kỳ nam tính và mạnh mẽ luôn, đúng không các chị? Đó, các chị ơi, hiện tại bây giờ chị em nào chúng ta muốn sở hữu dịch vụ phun mày nhà Malisa cũng tự tin đến ngay Malisa cho em luôn. Không phải cả nam và cả nữ. Cả nam cả nữ đều có thể sử dụng những cái dịch vụ phun mày như thế này nha, không phải chỉ riêng phụ nữ chúng ta không đâu. Cho nên hãy cứ tự tin cho em để mình có thể sở hữu một cặp chân mày đẹp tuyệt vời như thế này. Phụ nữ thì mình sẽ theo cái dáng gì ạ? Thanh mảnh nè, sắc sảo nè, nhìn nó mềm mại và thanh thoát, nó sẽ có được cái độ cong cũng như là cái độ ngang của cặp chân mày nó phù hợp với dáng nữ. Nhưng đối với nam là gì ạ? Phải có được cái độ gì? Cái đường thẳng á và cái vị trí giống như là từ xác định từ đầu chân mày nè đến đuôi chân mày nè, hoặc là gì ạ? Cái màu sắc chân mày, tất cả mọi thứ Malisa đều làm thiết kế làm sao nó tạo được cái sự mạnh mẽ nè, lịch lãm nè và đồng thời nó thể hiện được
cái gọi là gì ta, phong thái, đúng không các chị? Nếu mà cặp chân mày làm xong, một cặp chân mày của nam mà làm xong nó lại sắc sảo, nó lại thanh mảnh, hoặc là nó mang có yếu tố giống như là cặp chân mày nữ là không có phải nha. Tại vì tiêu chuẩn một cặp chân mày nam và nữ nó khác nhau hoàn toàn các chị ơi. Đó, và để một tạo một cặp chân mày như thế này nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, giống như nãy giờ em nói với các chị á. Yếu tố đầu tiên đó là gì? Đó chính là màu mực nhà Malisa. Màu mực nhà Malisa là màu mực của Dr. Magic các chị nha. Bây giờ em lia lại cho các chị coi màu mực của nhà Malisa luôn nè. Màu mực của Malisa là màu mực của Dr. Magic được nhập khẩu 100% chính hãng nha các chị. Hoàn toàn Malisa không phải là sử dụng những cái sản phẩm là hàng trôi, hàng nổi, hàng kém chất lượng để làm cho các chị đâu. Màu mực là màu mực của Dr. Magic. Nhiều khi ở ngoài người ta sử dụng những cái sản phẩm màu, những cái màu mực á, hàng đó là không có được kiểm duyệt, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình chẳng hạn, đúng không các chị? Người ta cũng không bao giờ mà khoe cái màu mực ra cho các chị coi đâu, bởi vì không ai mà vạch áo cho người xem lưng hết trơn á. Nhưng mà đối với Malisa là Malisa sử dụng cái màu mực và Malisa phô trực tiếp cho các chị xem để mình tin tưởng về cái chất lượng màu mực này, à làm xong nó phải đảm bảo cho mình về sức khỏe, về lâu về dài đó, đúng không ạ? Màu mực của Malisa là màu mực Dr. Magic như thế này, phun đâu bám đấy, hoàn toàn không có bị dày lì hay cộm màu. Nó là một trong những yếu tố để góp phần làm được một cặp chân mày đẹp đó các chị. Và yếu tố thứ hai là gì ạ? Đó chính là máy móc công nghệ thiết bị nhà Malisa. Toàn là máy móc công nghệ thiết bị hiện đại nha các chị nha. Và một yếu tố thứ ba cực kỳ quan trọng nữa, đó chính là tay nghề của chuyên viên nha các chị. Đối với chuyên viên nhà Malisa là được đích thân tổng giám đốc Malisa cầm tay chỉ việc và định hướng cả về gu thẩm mỹ luôn. Đó, một cặp chân mày nam tính như thế này, nó đòi hỏi về kỹ thuật chuyên môn, nó đòi hỏi về gu thẩm mỹ và rất là nhiều. Ở trong từng khâu làm cho tất cả các anh các chị á, phải có những cái bước kiểm duyệt rất là chặt chẽ tại nhà Malisa nữa. Chứ không phải là Malisa để cho một nhân viên yếu kém mà làm cho các chị một cặp chân mày xong, mình tự ti hoặc mình buồn với cặp chân mày đó là hoàn toàn không có. Người thật, việc thật, Malisa quay trực tiếp cho các chị em mình cùng chiêm ngưỡng một cặp chân mày vừa làm xong, hoàn toàn không sưng không đau, đẹp tự nhiên cho mình. Và Malisa cấp thẻ bảo hành bao đẹp cho tất cả khách hàng khi mà đến trải nghiệm dịch vụ phun mày nhà Malisa. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy, tự tin đến với Malisa để trải nghiệm cho em những cái dịch vụ phun mày như thế này nha. Không bao giờ để cho tình trạng là gì, một con sâu làm rầu nồi canh, có nghĩa là để cho một nhân viên yếu kém mà lên làm một cặp chân mày cho các chị không có ưng ý rồi á, các chị sẽ cạch mặt Malisa luôn, đúng không ạ? Phải làm sao cho các chị, các anh phải thật là ưng ý cho em, để vài năm sau khi mà chân mày của mình nó nhạt rồi, mình còn đến Malisa để mình còn tiếp tục ủng hộ những dịch vụ tiếp theo của nhà Malisa nữa. Đó là cái nguyên nhân vì sao mà các chị thấy lượng khách nhà Malisa lúc nào cũng đông như chảy hội đó. Cho nên các chị anh các chị ơi, mình tự tin đến Malisa trải nghiệm dịch vụ phun mày bằng công nghệ phun mày chạm hạt xương bay. Dịch vụ chân mày nam như thế này với chi phí chỉ có 1.200.000 đồng thôi. Còn đối với chân mày nữ với chi phí là chỉ có 900.000 đồng thôi nha các anh các chị nha. Rồi các chị yêu ơi, những ai đang theo dõi cái livestream ngày hôm nay thì nhớ để lại cho em bình luận trực tiếp trong livestream ngày hôm nay nha. Với một cặp chân mày nam mạnh mẽ nam tính như thế này, giá gốc là 2.400.000 đồng. Hôm nay ưu đãi trực tiếp trong livestream ngày hôm nay chỉ còn với giá là 1.200.000 đồng thôi. Với nam giới, chân mày không phải là nơi thể hiện nét thanh tú như nữ giới nha, mà là nơi thể hiện sức mạnh nam tính và thần thái đối với cặp chân mày như thế này. Đặc điểm đầu tiên khi làm chân mày nam đó chính là phải là có sự tự nhiên, không được tạo quá điểm nhấn và sắc nét như phái nữ được, mà cần phải thể hiện được sự phóng khoáng, không được đóng khung, tránh gây ra tác dụng ngược khi mà làm chân mày nam nha. Chân mày nam phải đặt yêu cầu đó là dáng nam thì phải có vẻ thật là nam tính như thế này. Màu sắc chân mày, bề ngang và độ dày của chân mày, độ dài của chân mày phải làm sao hài hòa và khuôn mặt với khách hàng. Do đó phun chân mày nam đòi hỏi người kỹ thuật viên phải có tay nghề phải thật là tốt, kinh nghiệm nhiều năm và khéo léo hơn đối với chân mày nữ. Bởi nếu không khéo léo thì sẽ dễ làm cho chân mày nam quá sắc bén và làm mất đi cái sự nam tính của khách hàng nha. Tiêu chuẩn để có một cái cặp chân mày nam đẹp như thế này, đầu tiên đó là chân mày nam cần phải có sự rậm rạp, bề dày chân mày cũng nhiều hơn, không quá mỏng và không quá sắc sảo giống như chân mày nữ. Phần đầu của chân mày nam á, thì và phần đuôi nó không được quá chênh lệch nhiều về độ dày, không có mỏng dần và nhỏ dần về phía đuôi,
phần đuôi chân mày nam không có nên đóng khung và cần phải có một cái sự tự nhiên, sự phóng khoáng và nam tính. Dáng chân mày nam phải thẳng và cực kỳ mạnh mẽ, không quá ngắn và nó sẽ có ít độ cong hơn so với chân mày nữ nha. Hai đầu chân mày phải ngắn hơn chiều rộng của cánh mũi, phần bụng và đỉnh chân mày phải cân xứng và hài hòa với đường nét của khuôn mặt. Lông mày nam á, chúng ta phải chọn một cái màu sắc đậm hơn một tí để tổng thể làm sao cho thật hài hòa với khuôn mặt của khách hàng, toát lên được cái sự nam tính mạnh mẽ nhưng mà cực kỳ tự nhiên nha. Và đây là công nghệ phun mày chạm hạt sưng bay tại nhà Mai Sa mới nhất, hot hot tại nhà Mai Sa, được đích thân tổng giám đốc Mai Sa tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng vào cho tất cả các khách hàng của nhà Mai Sa. Một cặp chân mày nam tính mạnh mẽ thời trang như thế này ưu đãi từ 2.400.000 đồng chỉ còn với giá là 1.200.000 đồng thôi nha. Các chị yêu nhìn kỹ nha. Thấy dáng nhưng không thấy khung, thấy màu không thấy mực, kỹ thuật pha phối màu chuẩn tông tạo nên không gian 3D 6 chiều, làm nên một cặp chân mày thời trang, sang trọng và rất là tự nhiên. Các chị yêu ở nhà, ai có anh xã của mình nè, anh trai của mình nè, hoặc là người yêu của mình, các chị yêu cứ tự tin dẫn các anh tới để có thể trải nghiệm dịch vụ tại nhà Mai Sa nha. Dạ rồi, em chào chị Kim Loan, chào Kim Chi, chào tất cả các anh, các chị mình đang theo dõi livestream của Mai Sa nha. Mình thấy cái cặp chân mày đẹp á, các anh các chị mình nhớ bắn tim thả like giúp em nha. Và đồng thời chia sẻ cái livestream này thật là mạnh mẽ luôn à, để cho tất cả các anh nè, mình biết được dịch vụ phun mày nhà Mai Sa như thế nào, tự nhiên như thế nào, để các anh có thể tự tin mình đến để mình thay đổi, đúng không ạ? Tại vì nhiều khi các anh còn tự ti, rất là tự ti về cặp chân mày của mình. Ở mình sinh ra một cặp chân mày nó bị thưa quá, nó bị ngắn quá, nó bị thiếu đầu, thiếu đỉnh, thiếu đuôi, nói chung là một cặp chân mày chưa có hoàn chỉnh và còn tự ti rất là nhiều. Nhưng mà đâu có phải ai cũng, các anh đâu phải như phụ nữ chúng ta đâu, đâu phải đi ra đường là ngồi tô vẽ vẽ như phụ nữ chúng ta được, đúng không ạ? Cho nên là các anh cũng sẽ không biết cái phương pháp nào để có thể cải thiện một cặp chân mày đẹp hết. Nhưng mà các anh không cần phải lo nữa, đến ngày Mai Sa cho em để được trải nghiệm một dịch vụ phun mày nhà Mai Sa, giúp các anh khắc phục được cái vấn đề, những cái khuyết điểm trên cái chân mày của anh và lấy lại cái sự tự tin cho mình, thể hiện được cái sự nam tính của cũng như là cái mạnh mẽ trên cái khuôn mặt của mình, đúng không ạ? Và các anh ơi, hiện tại bây giờ á, các anh đang theo dõi livestream của Mai Sa rất là nhiều và để lại những cái bình luận rất là đẹp, chân mày này rất là đẹp và rất là tự nhiên. Đó thì các anh nhìn thấy như thế này, các anh thấy người thật việc thật thì mình cũng biết được chất lượng nhà Mai Sa như thế nào, đúng không các chị? Và các anh các chị ơi, mình nhớ giúp em nè, hiện tại bây giờ á, cặp chân mày này Mai Sa, các anh các chị nào đến mà ở gần địa chỉ nào cứ đến ngay Mai Sa chi nhánh gần nhất cho em luôn. Và cặp chân mày này á, là Mai Sa phun ở địa chỉ Bình Dương nha, ở địa chỉ là E3/16 tổ 32, khu phố Bình Thuận 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương. Và hiện tại bây giờ Mai Sa có tới 15 chi nhánh trải dài trên toàn quốc luôn. Mình đang ở gần chi nhánh nào cứ đến ngay Mai Sa chi nhánh gần nhất cho em, không phải lo gì trơn á, tại vì như thế nào nó đồng nhất từ màu mực cũng như trang thiết bị, tay nghề chuyên viên và giá cả luôn. Hôm nay là ưu đãi cho mình chỉ có 1.200.000 thôi. Ví dụ hôm nay mà các anh các chị mình chưa sắp xếp được thời gian được thì cứ ở trong livestream này, mình để lại cho em là phun mày cộng với số điện thoại nè, để có thể đăng ký được cái dịch vụ này với chi phí ưu đãi trong ngày hôm nay luôn nha. Nhiều khi đưa hình ảnh hoặc là video lên á, khách hàng lại nói rằng là Mai Sa Photoshop. Vì vậy Mai Sa quyết định livestream cận cảnh bằng hình ảnh người thật việc thật như thế này, không qua chỉnh sửa màu sắc hay là âm thanh ánh sáng, để cho tất cả khách hàng của nhà Mai Sa có thể cùng nhận xét, cùng đánh giá vào cái cặp chân mày này nha. Dạ anh ơi, từ nãy đến giờ thì có những cái khách hàng mới vào livestream này, anh có thể chia sẻ lại cho mọi người một lần nữa là cặp chân mày này sau khi làm xong thì anh có nhận xét như thế nào ạ? Anh cảm thấy cặp chân mày này rất nam tính và mạnh mẽ và cũng đúng như mong muốn lúc khi anh bước chân vào Mai Sa. Và anh cảm ơn Mai Sa đã cho anh một cặp chân mày quá hoàn hảo. Dạ, và em tin rằng những ai đang theo dõi livestream ngày hôm nay, đặc biệt là các anh nam, thì cũng đang không biết rằng là Mai Sa có thực sự làm đẹp hay không. Thì các anh ơi, các em cũng cứ nhìn kỹ trực tiếp trong livestream này nha, tất cả đều là hình ảnh người thật việc thật, thì các anh có thể tự tin để có thể sử dụng một cặp chân mày đẹp như thế này, rất là nam tính, rất là mạnh mẽ như thế này nha. Và anh ơi, qua đây anh có lời gì muốn nhắn nhủ tới tất cả mọi người, đặc biệt là những cái phái nam giống như mình không ạ? Những phái nam như mình đừng ngại, hãy cảm thấy cặp chân mày của mình không đẹp, không hài hòa thì tốt nhất hãy nên cứ đi làm đẹp. Giờ đàn ông hay là con gái đều bình đẳng cả, ai cũng phải làm đẹp cả. Thế nên là mọi người cứ tự nhiên và đến với Mai Sa.
Dạ rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều. Đó là những cái chia sẻ thật lòng của anh đúng không ạ? Và các chị yêu ơi, thì từ nãy đến giờ thì em cũng đã bắt cóc anh khách hàng này là tương đối lâu rồi. Và những ai quan tâm tới cặp chân mày nam này, các anh chị cứ để lại cho em comment đó là chân mày kèm theo số điện thoại nha. Sẽ có tổng đài của Mai Sa gọi điện thoại tư vấn và chốt đơn cho mình. Cặp chân mày đẹp, nam tính, mạnh mẽ, cuốn hút như thế này, ưu đãi từ 2 triệu 400 ngàn đồng chỉ còn với giá là 1 triệu 200 ngàn đồng thôi nha. Và từ nãy đến giờ thì em cũng bắt cóc anh khách hàng này là tương đối là lâu rồi. Bây giờ em xin phép được kết thúc livestream ngày hôm nay tại đây. Xin chúc cho tất cả những khách hàng đang theo dõi livestream ngày hôm nay của Mai Sa có một buổi chiều thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Mai Sa xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.